đảo khỉ. Chú khỉ đang nhảy vui vẻ. Rapunzel đi đến tham quan đảo. Wow. Cho khỉ ăn chuối nè. Rồi xin kiểu ảnh đẹp nha. Chói mắt quá. Khỉ tức rồi nha. Lấy luôn tóc đi này. Trả lại tóc tôi đây. Khỉ mang tóc lên một ngôi nhà cây. Wednesday ơi, khỉ mang tóc về này. Tóc của ai đây? Đó là tóc của tôi. It's mine. Khỉ không được làm thế nha. Xin lỗi bạn nhé. Follow me. Tôi sẽ giúp bạn. Let's go. Cùng làm lại tóc và váy đẹp cho Rapunzel nha các em. Tô màu cho tóc xinh nè. Tóc cầu vồng xinh chưa? Ok. Tiếp đến tô màu cho váy. Váy phong cách rừng cây. Thêm một chút nhũ lấp lánh nè. Đính đá lung linh nữa nha. Thay đồ mới thôi Rapunzel ơi. Wow. Chải tóc lại cho xinh nha. Rapunzel xinh quá. Thanks. Cảm ơn bạn nhé. Không có gì nha. Cùng chơi với các chú khỉ nè. Chào mừng đến với đảo khỉ. Hi hi. Tôi rất thích bơi ở biển. Tôi có món quà muốn tặng cảm ơn bạn. Come on. Wow. Come in. Let's go. Đố các em biết chúng ta đang vẽ gì nè. Đúng rồi, là đồ bơi nha. Trí đồ bơi cho Wednesday nè. Xinh quá. Thay đồ bơi thôi. Thuyền đến đón Rapunzel rồi. Bye bye. Bye. Hẹn gặp lại các em ở tập sau nha.
chợm kìa, mau đứng lại. Wesley Yoyaku đang ngủ ở vệ đường. Trời ơi, miệng thối quá, ngất mất thôi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy ta? Trả túi cho bà cụ nè. Tên trộm bị bắt đi rồi. Cô bé ơi, qua nhà tôi tắm giặt và dùng bữa không? Wow, nhà bà cụ giàu quá đi. Tắm vui vẻ nhé. Vào bồn tắm mát nào. Người ngợm sạch sẽ rồi này. Phải vệ sinh mặt thôi. Đầu tiên là rửa mặt nha. Cạo lông mày cho đỡ rậm nữa. Ok. Mấy vết mụn phải làm sao đây? Chấm thuốc chữa mụn lên nè. Ok. Bôi thuốc mỡ vào môi cho đỡ nẻ. Hãy nhớ không được dùng tay nặng mụn nha. Vết mụn biến mất gần hết rồi kìa. Sử dụng vitamin C để chữa thâm mụn nhé. Okay. Wow, làn da trắng sáng láng mịn đã trở lại. Ôi trời ơi, hàm răng vàng ố bẩn quá. Đánh răng ngay thôi. Súc miệng kỹ vào nha. Xịt thơm miệng cho sạch nữa này. Ok. Đôi môi sáng hồng trở lại rồi. Đánh mắt màu tím cho Wednesday nhé. Chút mascara nữa nè. Đánh má hồng nữa. Yes. Bây giờ tô son nha. Great. Giờ thì đính đá nào. Ok. Brilliant. Đến công đoạn làm móng tay nhé. Đính đá cho móng thôi. Hộp đá hình bông hoa xinh quá. Chiếc nail pha lê dễ thương ghê. Thêm phụ kiện nữa nè. Môi nhẫn này không đẹp rồi. Lấp lánh hẳn lên luôn. Tiếp đến là một chiếc váy mới. Yes.
phần bên trong sẽ màu xám nha. Yes. Đính thêm ngọc trai cho váy nhé. Great. Ồ, vẫn còn trang trí nữa này. Cực kỳ lấp lánh luôn. Yes. Mái tóc thì tết gọn gàng lại. Cảm ơn bà rất nhiều ạ. Cô gái váy đen trong ảnh chính là bạn thân nhất của bà cụ. Xin chào ạ. Nhiều năm trước, ở một bến tàu nọ. Let's go. Ờ, chính là Wednesday hồi bé này. Oh. Hey. Nhanh lên, sắp muộn tàu rồi. Ôi không, cô bé Wednesday vẫn chưa kịp lên. What? Đáng thương quá. Chúc mừng hai mẹ con đoàn tụ nhé. Đúng rồi. Một cuộc thi dành cho gia đình. Cùng xem là họ sẽ có những gì nhé. Wow, giải thưởng thật là hấp dẫn. Gia đình đầu tiên đã tiến vào. Đó là gia đình Rapunzel và Ken. Trông họ không được đẹp lắm. Ồ, gia đình thứ hai là Way và Amber. Gia đình lửa băng. Ai cũng mong sẽ giành được ngôi vị quán quân. Vậy bắt đầu thôi. Vòng đầu tiên, trang trí nhà cửa. Ken khệ nệ vác một chiếc giường vào. Wow. Chiếc giường này sẽ có màu hồng. Ken đã chuẩn bị thật chu đáo. Trời đất, Quay đã đổ nước lên. Thật là chơi xấu quá đi. No. Không sao hết, chúng ta sẽ cùng làm lại. Sự kết hợp giữa cầu vồng màu hồng sẽ tạo ra một chiếc giường đặc biệt. Sẽ là chiếc nôi của em bé. Chiếc thảm màu cầu vồng. Kệ tủ cũng được thiết kế theo phong cách cầu vồng. Những viên đá này sẽ được gắn đúng vị trí. Thay chiếc giường này đi thôi. Đưa lần lượt các đồ nội thất vào căn phòng. Chờ một chút nhé.
Ok. Wow, đã hoàn thành rồi. Bên này quay cũng đã mang thật nhiều đồ đến. Cũng đầy đủ phết chứ. Gia đình Quay được điểm A. Ôi, gia đình Ken được A cộng 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 nữa. Thật tuyệt vời. Cùng đến vòng 2 làm váy đẹp. Hai bà bầu sẽ cùng nhau thi tài. Đầu tiên sẽ là phong cách váy của Amber. Chắc chắn đó sẽ có màu đỏ của ánh lửa rồi. Đính thêm những đốm lửa nhỏ, thêm các viên đá vào lửa cho lấp lánh. Điểm xuyết những bông hoa. Wow, bộ váy đẹp quá. Cùng đem đi trưng bày nào. Hả? Bông gel giúp Amber thêm những bông hoa lên váy. Váy của Trang Bông gel cũng đã xong. Nhưng khi để cạnh Amber thì váy của cô ấy bốc cháy thật nguy hiểm. Cuối cùng Amber được điểm cao, còn Trang Bông gel thì kém may mắn hơn. Yeah. Vòng thứ ba sẽ là vòng trang trí bánh của hai em bé. Chiếc bánh đầu tiên sẽ theo phong cách lửa băng như Amber và Quay. Màu xanh kết hợp đỏ và sẽ thêm những đốm lửa nhỏ xíu xinh xắn. Ôi, đừng ăn Ruby ơi, đó là dành cho cuộc thi. Có vẻ Ruby đói quá nên đã ăn hết nguyên liệu. Oh my god. Oh no. Ôi không, thời gian đã hết mất rồi. Hello. Chiếc bánh của Rumi chẳng có gì cả. Em bé lửa băng đã được điểm cao hơn rồi. Đến lúc trao giải rồi. Phần thắng đã thuộc về gia đình Quay và Amber. Gia đình Quay và Amber quyết định chia sẻ phần thưởng để giúp đỡ cho gia đình Rapunzel. Thật tuyệt. Chào mừng đến với tiệm nail xinh đẹp của Barbie. Thật là đông khách quá đi. Phù thủy Malfunction kia tự nhiên thấy gì đó không ổn. Thank you. Ok. Bye. Mụ ta chờ khách đi hết rồi mới bắt hai nhân viên về. Không biết mụ ta có âm mưu gì với Barbie và Mavis đây. Ôi, bàn chân đầy thật đáng sợ quá đi. Đánh thức đám nhân viên này dậy nào. Hai cô gái thật sự hoảng sợ. Ôi, cả hai bị thu nhỏ rồi. Có vẻ không thể chạy trốn được. You have to do my nails forever. Okay. Họ sẽ phải làm nail cho một phù thủy đây.
It's time to do my nails. Trời đất, phải dùng cái xẻng mới gạt được hết sự bụi bẩn này mất. Ok. Oh my god. Ok. Bên này ba viết sẽ dùng khăn giấy. Người gì mà lông chân cứng như là cái rễ cây vậy? Yes. Thank you. No. Còn rất nhiều nữa, phải làm sao giờ? Hãy dùng mấy cạo lông này mau. Bộ làm nail thật đầy đủ làm sao? Aha. Đầu tiên sẽ là vệ sinh đôi chân này đã, nếu không hai nhân viên sẽ tắt thở mất. Giũa móng chân thật là gọn gàng. Để xem họ sẽ chọn phong cách gì nhé. Ồ, là màu hồng. Barbie làm việc thật chăm chỉ. Ok. No. No. Ok. Phía bên này thì sẽ chọn phong cách đen đỏ. Vậy là cả hai bên đã hoàn thành rồi. Aha, khoan đã, phải đính những hạt cườm thật xinh. Bộ phù thủy khá hài lòng với bộ nail này. Hai cô gái vẫn bị nhốt mà phòng còn trống không nữa rồi. Xuống đất, hai cô bỏ trốn. Hey. Hey. Thật không may, con mèo của một phù thủy đã bắt gặp. Mau lên. Bộ ta vô cùng tức giận đuổi theo. Các cô
cô nhanh trí ném lọ thuốc vào người mụ ta khiến mụ ta thu nhỏ lại. Let's go. No, no. Mặc quần áo đẹp và rời khỏi ngôi nhà quỷ quái này thôi. Oh my god. Ôi không, bộ ấm trà vỡ tan tành rồi. Sorry. Công chúa Barbie không vừa ý với chiếc váy nào cả. Oh my god. No. Yeah. Ok. Thầy tạm chiếc váy này vậy. Please. Barbie ngồi kiểu đi đâu vậy? Nhìn xe game của Elsa hấp dẫn quá đi. Ok. Hey, hey. Sao Barbie lại vứt đồng vàng xuống dưới đất thế kia? Ok. Here you are. Yummy. Wow. Raquel cười gian xảo quá. Không, ướt hết váy của Barbie rồi. Oh no. Sorry. Cùng đi tắm rửa cho sạch sẽ nào. Please. Raquel lấy mất chiếc váy xinh đi rồi. Today I want to choose my son-in-law. À, đức vua đang kén rể. Wow, của hồi môn sẽ là rất nhiều tiền vàng. Nice. Elsa cải trang thành nam để làm gì đây? Hello, chàng trai đầu tiên có rất nhiều tiền vàng. Ooh. Wow. Hey. Chàng trai thứ hai có ô tô sang, kéo theo cả hộp đồ trang sức quý giá. Oh yeah. Huh? Oh no. Tiếng ai khóc vậy? Thì ra là công chúa Barbie bị chơi khăm. I was dropped. Huh? Yeah, ai làm ra được chiếc váy đẹp nhất sẽ cưới được công chúa. Ok. Vào đi thôi. Let's go. Đầu tiên là Ken. Màu nào? Màu vàng rồi đến màu xanh lá. Wow! Đính thêm đá và nơ cho xinh nha. Thêm cả những miếng kiwi cho chiếc váy mới lạ. Nice! Không thể thiếu giày và vương miện nữa. Oh no! Đến đường rất cao. Hey. Ơ không, rất định dùng okay. Tiền để thuê người làm chiếc váy hộ mình. Xấu tính quá, rất không chịu giữ lời hứa. Oh my god! Hey, hey.
cùng là Elsa. Thì ra là một chiếc váy dâu tây. Xin mời công chúa lựa chọn. Công chúa thích chiếc váy của Zack nhất. Catch him. Zack cuối cùng cũng bị trừng phạt bởi nỗi lầm của mình. Hey. Wow. Công chúa mặc thử chiếc váy kiwi xinh đẹp. Ôi, chuột gặm mất những miếng kiwi trên váy rồi. Oh my gosh. Sorry. Công chúa Barbie thật sự tức giận rồi. Chiếc váy dâu tây thật hợp với Barbie. Wow. You can't marry my daughter. Elsa giả trai nhận được thật nhiều tiền vàng. Nhưng không thể lấy Barbie được. Oh no. Công chúa đã nhận ra bài học của mình chưa? Thiên thần bay đi đâu thế? Em bé đạp bụng mẹ. Oh no. Một quả trứng thiên thần. Nhiều quả trứng quá. Bốn quả trứng đáng yêu quá đi. Bay đi đâu hết thế? Vào núi lửa. Xuống nước. Vào rừng cây. Cơn lốc xoáy. Bốn quả trứng đỡ ra bốn em bé rồi. Bốn cô tiên xinh đẹp tuyệt trần. Ok. Các cô tiên đi đâu thế nhỉ? Một chú thỏ đáng yêu. Bốn cô tiên biến thành bốn chú thỏ rồi. Ra đây chơi với mình đi. Cho cậu này. Thank you. Vui quá. Ôi không, bị bắt hết rồi. Help me. Tiền đây rồi. Help me. Ai đó kêu cứu phải không? Oh no. Tôi muốn mua lại hết. Tớ cần giúp. Biến thành các cô tiên rồi. Các em có muốn cưới chúng tôi không? Cùng làm váy cho các cô tiên nào. Cream jar, ooh, ooh, ooh. Skip to my loo, my darling.
thêm đá cho lung linh nhé. Nhiều hoa cài vào váy nha. Hai chiếc váy đã hoàn thành. Cô gái thật xinh. Các bộ tóc đáng yêu quá. Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp nào. Cùng tô màu nhé. Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played three, he played knick-knack on my knee with a knick-knack, paddywhack. Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played four, he played knick-knack on my door with a knick-knack, paddywhack. Give a dog a bone, this old man came rolling home. Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played six, he played knick-knack on my sticks. Đến thêm lá đỏ nè. Give a dog a bone, this old man came rolling home. This old man, he played seven, he played knick-knack up in heaven with a knick-knack paddywhack. Give a dog a bone, this old man came rolling home. Kim tuyến lấp lánh quá. Hai chiếc váy đã xong. Yes. Mặc thử vào. Cô gái thật đẹp. Cổng cưới đáng yêu quá. 1, 2, 3, 4. Hey! Các cặp đôi đang đi vào. Chúc mừng các cặp đôi xinh đẹp. Hello. Hello. Các gia đình đã có những em bé đáng yêu. Hello. Cảm ơn các em. Hẹn gặp sau nha.